Bồ Tát Độ Nguyện, thấy nghe được lợi ích phẩm thứ 12. Lúc đó từ trên nền môn Đức Phật phóng ra trong những bước tiết sáng lớn, như là tiết sáng sắc tầm, tiết sáng sắc tầm lớn, tiết sáng làm tổ, tiết sáng làm tổ lớn, tiết sáng sắc ngọc, tiết sáng sắc ngọc lớn, tiết sáng sắc tiền, tiết sáng sắc tiền lớn, tiết sáng sắc xanh, tiết sáng sắc tinh lớn, tiết sáng sắc biển, tiết sáng sắc biển lớn, tiết sáng sắc hồng, tiết sáng sắc hồng lớn, tiết sáng màu lục, tiết sáng màu lục lớn, tiết sáng bằng ý, tiết sáng bằng ý lớn, tiết sáng tới mấy lần, tiết sáng tới mấy lần lớn, tiết sáng vòng tròn, tiết sáng vòng tròn lớn, tiết sáng vòng tròn màu, tiết sáng vòng tròn màu lớn, tiết sáng mặt trời, tiết sáng mặt trời lớn, tiết sáng mặt trăng, tiết sáng mặt trăng lớn, tiết sáng tới cái điểm, tiết sáng tới cái điểm lớn. Từ đến hệ môn Đức Phật phóng ra những luồng ánh sáng như thế, xong rồi lại phát ra các từ rất quý diệu mà bảo đại chúng rằng: này tạm bồ chúng trong trời người cửu phí nhân, lòng ngay hôm nay ta ra bài nhớ sở lích của ngài Địa Tạng Bồ Tát, không thể nghĩ bàn những sự nên hành bậc thánh, những sự chánh quả thực hiện, những sự không thể đuối sụp nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của ngài Địa Tạng Bồ Tát, quả thể âm cầu thịnh. Khi Đức Phật nói lời trên đó vừa dứt tiếng, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát tên là Quảng Thế Âm từ chỗ ngồi dậy, quỳ ngồi tiếp tay bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ đức từ bí lớn, ngài thương xót chúng sanh trong miền quốc thế giới, bao nhiêu công đức và sức quá thần của ngài, từ lâu con đã nghe Đức Thế Tôn cùng các Đức Phật khác ở mười phương khác mời các miền đồng lời khác người ngài Địa Tạng Bồ Tát, dầu cho Đức Phật thời quả cử hiện tại Bỉ La đã công đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn chẳng thể phải hết. Vừa rồi con lại được nghe trong đài chúng rằng Đức Phật muốn tuyên nói những sự của ngài, chẳng thể nghi bằng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, cũng mong Đức Thế Tôn vì tất cả những sanh trong đời sau mà nói những phương mình là những sự chẳng thể nghi bằng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm cho tạm bồ chúng trong đời cũng kính đảnh lễ ngài Địa Tạng Bồ Tát để dòng một lần. Đức Phật tạm thở khám bây giờ Đức Phật bảo ngài Quảng Thế Âm Bồ Tát rằng: ông có nhân trong lúc luận với chúng sanh như quả ta bà, tất cả trời rồng quỷ thần nắm từng lý nhân từng quỷ, những chúng sanh mắc phải thuộc bộ trong sáu đường, nghe danh hiệu ông thể hình được ông, hình tượng ông khai người ông, những chúng sanh nơi những sanh đó nơi đạo vô thượng chánh đạt vẫn còn tuổi chuyện được sinh lên quả trời quả người tu thắng, ví dụ lúc sắp thành Phật được Phật thọ kiếp cho, nay ông lại sẵn lòng từng bi thương xót chúng sanh và tạm bồi chúng đường đời, muốn nghe ta nói những sự chẳng thể nghi bằng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, ông nên lòng nghe cho kỹ, ta sẽ nói đó. Ngài Quảng Thế Âm bạch cùng Đức Phật rằng: vâng bạch Đức Thế Tôn, con xin ưng muốn nghe. Thế ngay thế Phật trời, Đức Phật bảo ngài Quảng Thế Âm Bồ Tát rằng: trong cả thế giới hiện tại nay và vì lẽ sau, dù có vị trời nào Phật trời đã mặc năm tưởng siêu hao hiện ra nơi thân quả có kẻ bị đọa lạc đạo, các vị trời người lúc tưởng siêu hóa miệng đó, nếu nghe danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát thì từ Địa Tạng Bồ Tát là một lần chiếm ngược một lần lễ, các vị trời đó càng lớn hơn Phật trời là tư lực thực sự rất vui sướng, không bao giờ đòi vào ác đạo. Quần chi là những người đó thì từ Địa Tạng Bồ Tát nghe danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát rồi đem hương hóa ăn uống y phục chuỗi ngọc bổ thị cũng dường thời người đưa đạt bộ quân được vườn vô lương vô lượng vô biên phước lợi, năm người bệnh được lời là vì được này Quảng Thế Âm Bồ Tát trong cả thế giới hiện tại nay và vì lẽ sau, nếu có người nào lúc sắp mặt chúng mà nghe thấu danh hiệu ngài Địa Tạng Bồ Tát toàn quá lộ tát, thời người đó được thọ tuổi khổ nếp ba học đạo. Cuốn chí là cha mẹ, người đem của cả nhà cửa vật báu y phục làm chú phí tố vệ hành tượng ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi làm cho người sắp tiếp đó mặc thể thay ngay biệt rằng hàng thánh tượng thuộc tỷ mình và tố vệ hành tượng ngài Địa Tạng Bồ Tát. Người bệnh đó nếu có nghiệp báo bệnh nặng liền được lành mạnh và thuộc thọ đến lâu, còn nếu người bệnh đó có nghiệp báo số mạng đã hết lại có đầy đủ tuổi thiểu và được nhận đạo lại để bằng đạo, sống nhờ có biết này được tất cả điều từ tuổi thiểu phải đều tước sạch. Sáu tiên phong được phước lại vì nơi này Quảng Thế Âm Bồ Tát trong đời sau, như còn người nam tự đời nhớ nào lúc còn bụng lớn nên ba lên năm bưởi 10 tuổi trở xuống, mẹ chết mất cha mẹ, anh em chị em lúc lớn không nghĩ tưởng, không biết cha mẹ thân quyền đòi lạc vào thế giới nào, không biết sinh lên thế giới nào, hay sinh lên quả trời nào, thì người đó có thể tốt vẻ hình tượng này Địa Tạng Bồ Tát. Từ một ngày cho đến 7 ngày, không thổ tức tâm đầu, để nghe tên chiêm lệ cũng dường. Thời hàng xuống tưởng quốc của người đó đều do ác nghiệp đặng lại bị đọa đạo, sống nhờ công đức tốt vẻ hình tượng ngài Địa Tạng Bồ Tát và chỉ thân cầu phần của con cả anh em chị em nên đều được thoát khỏi được sinh lên quả trời được sự thắng vi diệu. Còn nếu cái hàng thân tưởng thuộc của người đó được sinh lên quả trời quả người họ thù thắng vi diệu rồi thì nhờ công đức này càng lợi hơn nhập những vị bậc thánh được hưởng vô lượng quả vui. Như trong hai một ngày người đó chiếm lược lãnh thị ngài Địa Tạng Bồ Tát và niềm danh hiệu ngài Địa Tạng Bồ Tát được muốn biết được thể hiện được ngài Địa Tạng Bồ Tát hiện vô vân thân, chỉ rằng nếu thân tưởng sẵn quốc đã sinh về hoặc trong chất kiếm bao được ngài Địa Tạng Bồ Tát sử dụng thân thắng lớn nhưng chắc người đó đến cả thế giới thì hàng thân thuộc. Những người đó trong một ngày có thể niệm danh hiệu ngài Địa Tạng Bồ Tát 1000 biến lên đến 1000 ngày sẽ được ngài Địa Tạng Bồ Tát sai các vị thần tài chỗ về đồng đời đồ ăn mặc đi dịch không có các tật bệnh khổ những sự có những cái tai hoặc là đến chiều hoặc là phải chiều hoặc để là một không đến những cửa của địa thân tổ cạo sẽ được ngài Địa Tạng Bồ Tát xóa đỡ khỏi ký.
bảy nguyện lực sân thần là vì đời này quảng thế mùa tạ trong đời sau như có người Việt Nam thì đời đầu một bộ đồ chọn sách một túi đào bố thường một khoảng khẳng dưới thì người đó khi nghe đến nhiều địa tạng bồ tạ tên địa tạng bồ tạ cười chị nên chị tâm quý ý đem hương hoa ăn uống y phục và chiếm ngưỡng đặt lệ thời nhận cầu chí nguyện chí của người Việt Nam tìm đó sống được thành tù không bao giờ bị trở ngại là vì điều này quả thế mùa tạ trong đời sống với con người Việt Nam thì người nào cầu trong những điều người trong những sự về hiện tại là thời nên chỉ tâm cũng tưởng khi chiếm ngưỡng đại lễ ngài địa tạng bồ tát thời cầu chính và người chính người đó cũng được thành tù là được ngài địa tạng bồ tát bằng nước từ bi ủng hộ và cho trong giấc chiếm bao được ngài địa tạng bồ tát sáu thập hành kỹ tám được chỉ vì là vì điều này quả thế mùa tạ trong đời sống với con người Việt Nam thì người nào đức trân trọng đức kinh địa thừa pháp tâm tư vì một độc tụng kinh địa ấy dầu độc lực muốn xin chỉ dạy cho học tập những độc rồi đến rồi định được cả tạm cả năm cũng độc tụng được đó là do người Việt Nam đó có nghiệp chọn đời được chưa được trường sập đến độ về kinh địa thừa không có công năng độc tụng những người đó khi nghe danh hiệu địa tạng bồ tát thấy từ địa tạng bồ tát đến định bộ tâm bày tỏ về ngài địa tạng bồ tát dùng hương hoa ăn uống ý phục tất cả và cụ cũng dùng thành tượng bồ tát dùng chén được trong bạc được tượng khách đợt này bốn khách một ngày đến thật để uống say mặt về hướng nam khi được vào miệng thì chỉ tâm trình trọng được uống xong được cự rượu thịt tài giống còn người nhật hải trong vòng 7 ngày hoặc 21 ngày người đó trong giấc chiêm bao được ngài địa tạng bồ tát rồi được trên cảnh sau khi những người tiền nam tiền đó trong giấc chiêm bao được ngài địa tạng bồ tát rồi được trên cảnh sau khi thức dậy liền động tâm minh một cái nghĩ định đó cái gì đã thường không còn với một câu về được chín ta nào tức trừ là vì điều này quả thân bồ tát trong đời sau như còn người nào đồ ăn mặc không đủ cầu nguyện chín vậy cả thân nhiều mình tập viện thuyết tiếp chia liền cả tai vào cửa đứng như thân lưu hoặc trong giấc mộng thờ và không sợ nhưng người đó khi nghe danh hiệu địa tạng bồ tát thấy tìm địa tạng bồ tát rồi niệm danh hiệu ngày địa tạng bồ tát được bốn miệng được thấy những sự không tỏa ý trên điều được tiếp sập đồ ăn mặc kia dực được trong giấc ngủ thải địa ăn vui vẻ mười khỏi hiện nguy là vì điều này quả thân bồ tát trong đời sống như còn người thiền nam thì người nào vì những sự làm ăn những sự công chuyện tư những sự sánh phần tự những sự việc gấp đi vào người rừng có sóng việc biển đi gặp được lũ lượng đi ngang đường trời người đó được khi đi đến niệm danh hiệu ngày địa tạng bồ tát được bốn miệng được thấy khi có nơi nào cũng có quỷ thần hay về lớp đi đường nằm ngồi thải địa ăn vui vẻ dù gặp hầm sọ sư tử cũng phạm đến người đó được này quảng thế bồ tát ngài địa tạng bồ tát có những đức lượng và chúng sanh quả như phù đề nếu nói những việc chúng sanh thể hình nghe tới ngài địa tạng bồ tát để được lợi dù nó có trăm nghìn kiếp cũng hiện được này quảng thế bồ tát vì thế ông nên dùng thực lực của ông để giữ gìn trên này làm cho tất cả chúng sanh thắng quả ta bà để trăm trên nguồn nghiệp kiếp được thực sự ăn hơn lương bây giờ thì tốn liền nói về rằng ta xem địa tạng sức quá thần kiếp số hàng xa khó tỏ trần thể nghe một niềm chiếm ngừng lệ rồi với lịch sử không ngừng hoặc rồng hoặc thần của nam nữ bảo tần sẽ xóa vào đường dự chỉ tâm đến quy mạng sĩ thân tuổi thọ thêm nhiều từ tội dự trẻ thất chết bất mẹ cùng cha quân đề thì em kẻ buộc và lỡ không nghĩ đến điều không biết liệu dự điều lành ở đâu là hoặc vẽ hoặc tô đà sự hình cảm thương kinh lệ được chặn lần không một ngày đúng niềm danh hiệu bồ tát hiện thân định bên mình chỉ rằng thân quyền ở nơi nào giàu có hạ thủ cũng ra mau nếu được không lưu lòng tín ngưỡng thành vị bồ tát cuộc đời cha bồ đề vô thường muốn tu hành mong ra bắt khỏi có tự sân người này đã phát lòng biết lớn tự nên kiếm lệ đà sự hình nghe tên quy y đứng trọng lành cũng dường kiếm lệ phát lòng thành nghiệp chủ chẳng hề ngắn chủ đành bao nhiêu mong ước sớm vững thành có cái phát tâm tùng tính sắc muốn đồ chủ sắm khỏi ta ích dầu lực ngược lớn chẳng nghĩ bàn đọc hồi cuốn rồi luôn xót mất người này nghiệp chướng khó làm mê học đà thừa kính khó bài bề ý phục uống ăn cặn hòa cụ cũng giảm được cũng dường địa tàng được hương hoa dùng chạy được trong bài trượt tường khách một ngày đến vấn lễ uống xứ lỏng trồng một của tân rồi thịt tài giống cùng với lưỡng trong hơn một ngày chợ sạc xanh đáy lòng tượng niềm thường nhân danh yên bao thể rộng tốn nhất hiện thức rồi liền đằng vị khung lăng đà thừa kính giả nghe qua tai nhìn kiếp đời sáu nhiều chẳng sai chính nhờ đà sĩ quá thần lớn thần nhất người ký có về tài chúng sắp nghèo khổ lại ổn đau cự nhà hoa hoàng ngừa lìa nhau ngủ mê mộng mịt không ăn nhất cầu muốn chẳng hướng chẳng được nào dốc lòng chiếm ngưỡng địa tầng ngài bao nhiêu việc ác thái thương ngay dựng đỉnh kiếp bao địa áo út bị thần hò hụt của dưới xài muốn quá sống địa đỉnh núi rừng cầm thủ dọc như đặt đoạn đường ác thần ác vị như sống xứ dường nỗi gian nan cũng không lường sắp sửa ra đi đổ trước tường cũng dường kiếm lệ cùng chiếm ngưỡng người rừng biển cả bỏ vào đóng áp ta tiếp dẫn liền ăn sướng và ông lắng nghe ta nói rõ địa tàng vô lượng quá thần đó trăm nghìn muôn kiếp thuật chặn rồi trồng trí đại sĩ đề sức nọ nếu người nghe đến địa tàng danh thể hình chiếm lệ phát lòng thành hướng hóa ác uống như y phục trăm nghìn bảo đại thượng điều lành nếu đem công đức hộ pháp giới lột rõ thành phật sống tự khỏi quả ông nên biển cảm biến bày truyền khắp hàng xá nhiều nước coi ha ha ha, 文殊摩地娑哈。